Chào cả nhà nha, bữa nay mình luộc vịt, mình cúng đất đai, mình trồng đậu mà mình có lợi nha nha. Cái mình cúng vịt cho đất đai người ta hưởng nha cả nhà. Thả vịt vô nồi nha cả nhà. Là lớn này nha, mấy ký. Cúng, nấu cháo cúng nha cả nhà. À, như gà vịt vô nằm ngon không? Luộc trước hồi để cháo thôi. Để đồ vô. Bữa nay mình ăn mừng, mình trúng đậu. Không có trúng đậu mà mình lời. Mình kiếm ăn được. Kiếm ăn được mình ăn mừng nha cái ăn nhà. Mừng nha cái nhà. Ăn mừng con vịt nấu cháo. Để mình chuẩn bị mình gọt củ cà giót nha cái nhà. Ở đây có con gà luôn nè, con gà này họ là muối xả ớt mình chiên nha. Gà mới đẻ. Có cháu. Mình đi hái bắp chuối nha cả nhà. Bà ý có bệnh rồi mới đi đó. Cho Tên ơi, cho củ gừng nữa Tên. Cho củ gừng gì à, làm mắm gừng coi. Có lấy hơn nè. Nước chuối chà bá. Còn đâu nữa không mẹ? Sợ cô không tới á. Có bắp chuối đâu, chuối sáp mà cả nhà. Sao đi nổi? Đây cho con nè, con cho đèn. Mở mắt chưa mẹ, coi con mở mắt chưa. Rồi đem vô trả anh hai đi. Đợi cái nhà. Sao lâu vậy? Chặt vô. Thank you.
gặp ba cái này cái rớt nước mắt à. Mẹ sẽ cà rốt nha. Đây hạt lựu mà đã sắp xong rồi nha. Một chén hành. Vịt sôi đùng 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 luôn. Ý ăn trứng không? Đem trứng cho ăn nè. Bỏ gạo vô cái nhà cho ăn trứng lên. Mình vừa làm được chén mắm rừng nè cả nhà. Mình chấm thịt vịt nha. Ở ngoài hè ông nội xứ ba cái đậu nên hơi ồn nha cả nhà. Nhà mình buôn màu hơn tí. Cái gì cũng có nha. Tại vì cái âm thanh tự nhiên. Chứ lại gần lộ vườn nữa rồi. Có nhiều tiếng. Ừ, để ngoại đi kiếm hai bún lên hai được. Nè nè, bà ngoại chuẩn bị đi vớt thịt luôn. Thịt mềm hơn cái nhà. À. Mình cúng rồi mà mình ăn sao nha. Ăn mừng con vịt. Cái này mình khỏi cần đi đâu xa hết trơn, rau gặm ở đây thì là có hái rồi. Làm biến gì khỏi đi xa. Giờ cộng hơn nha. Đây mình trộn được hao lỗi nữa. Con cá bắp chuối rồi nha. Trộn ít ăn ngon. Muốn phá rồi con. Con miếng dè heo nữa nè. Mình để hành nhân như cái gì. Hành ngò. Miếng cái là cháo lên màu liền. Xong rồi nghe cúng cái nữa là rậm nha. Hai bà nội chuẩn bị cúng rồi cái nhà. Cúng mình quay sơ thôi, mình không có quay dài cho cái nhà xem. Cái món dạ chiên mà nó ăn cơm. Mẹ hồi nó đem ra ăn cơm luôn nè. Chào cả nhà nha, bữa nay mình ăn cháo vịt. Sao cái nhà mình ăn cháo vịt cả nhà ơi. Dạ cả nhà. Bữa nay mình ăn cháo vịt đậu nè. Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cái này, cái mề của con vịt với mình nha. Đây cả nhà yêu mến của mình nha, yêu quý của mình nha. Yêu bổ của miếng thịt nha cả nhà. Đây mời cả nhà miếng thịt, vịt là chấm mắm nha. Mắm gì vậy? Mắm gừng mình có làm nè. Cháo ngon quá. Chắc hữu quá vịt nãy giờ hỏi gì. Lạnh băng rồi. Gỏi dưới không mấy bà? Gỏi dấu như này nè. Thì trên thấy thịt không gỏi. Bích chuối nha, ở nhà không? Nha. Gỏi nó ngon. Thấm à.
hôm qua chị ăn cháo vịt hả? Ừ. Không được vậy. Hai muối à? Mình ăn cơm luôn nha cả nhà, đem thịt gà cho mình ăn cơm luôn nha. Hả, ai làm à? À, hai muối ai chiên à? Vịt chứ mình cả nhà thôi. Nè. Ăn cơm hay ăn cháo? Ăn cháo với vịt. Ăn gói với mình cả nhà yêu mến thôi. Mời miếng thịt gà đi. Ăn cháo thịt gà chiên đi. Cứ ăn với cơm vừa. Ăn ăn cơm nữa. Ai mời nhà thịt gà nha, này hồi nữa mình ăn cháo chứ đừng hồi nữa mình cơm sao nha. Mời miếng thịt vịt nha. Ăn cơm ngon ha. Ăn cháo vịt. Mày muốn ăn cơm gì vậy? Ăn ăn cháo vịt mà với gà. gà chiên muối xả. Đưa tao đó nha. Múc lên cho. Thì đó đó. Múc lên đi nó múc hết. Miếng cái đó chưa làm. Thôi nó ngủ rồi. Thôi nó ngủ rồi. Rồi vào là ăn cháo muối ngon thiệt á. Cháo nhà làm hả? Cháo nhà làm. Ai nấu vậy? Cháo dầu tụi nấu ra mấy ông mày. Cháo dầu với cháo gái hả? Cháo dầu với cháo gái nè. Nấu cháo còn thịt vịt ngon quá. Nấu cháo nhà nấu. Cháo nhà làm. Ăn nó chất lượng hơn mà trời, ăn không đủ. Sống rồi. Lụm luôn. Nhảy dữ à. Còn sống đó. Luộc mấy cái mà sống. Dứt trên này nè. Luộc lâu mà. Thịt chợ đâu có dai. Nói chung này ơi. Nhà nuôi rồi ăn ngoài chợ nha. À. Chợ mới có thịt. Mồi giỏi rồi nè. Gỏi nằm dưới hả? Mua gỏi lên. Thấy nó gỏi nó thấm vô thịt cũng ngon. Thịt thịt nhảy. Tư ăn cơm là chất lượng nhất. No lâu. Mấy gà đi phá. Phá một cái. Phá đi phá thì im lặng đi còn khóc la. Tao một chữ mà nghe chứ. Cái gì cũng ngon chứ ta. Ngon no bé bụng. Ừ, cơm cũng ngon nữa. Cái này sáng chưa ăn cơm nha, ăn cơm. Ăn sáng rồi, còn sáng rồi. Ăn cơm đâu rồi, ăn cơm là gì đó. Dạ ra, mày liếm nè. Thôi kệ, ăn mẹ cái này. Thôi trưởng nè. Ăn mẹ, chứ không ăn thằng mẹ lại. Ngon đó, ăn đi. Ngon rồi bà. Con ngồi xích vô ăn, con ngồi sau á, sao con gấp. Dạ ăn không? Phải làm đó, phải lấy ăn 2 kìa. Cái gì ăn được? Để cái chén nè. Thốt cốt, đưa dùm cốt. Đưa dùm cái chén cốt. Cái đũa. Tin ăn cái muỗng đi con. Cháo không? Cháo không? Cháo ý, ý chửi. Ý chửi. Ý bớt cháo nhầm. Mới cháo. Ừ, ý chửi. Ý bớt cháo nhầm. Nó có múc muỗng. Múc quá. Dạ. Bắt cơm đi. Là không biết đá chứ.
nè, để múc cháo nhiều lắm, múc nè. Múc cái đèn quàng đổ mẹ quýnh nè. Cái múc giờ quá vui lắm. Mở dạng cơm mình luôn nha. Giỏi lắm, đổ đổ. Rồi thôi được rồi. Rồi, nhiều ăn không hết. Rồi gấp gỏi nè, gỏi mồi nè. Những gì đi học cái xôi bên cạnh nè. Làm gì dính cái đó luôn vậy? Đây, tóc anh ra. Em ăn cái gì, cái thịt gà đi. Mà mặt có chú ăn gỏi với con nha. Ừ. Ai trộn mà, ai trộn ngon lắm. Mẹ mẹ với con mẹ. Đi luôn á. Mẹ với con mẹ. Ngoại trọng lắm rồi. Thiệt luôn á. Nước lông mũi rồi. Nước nách. Ngon nhất cái nách. Húp con cái lỗ húp. Cầm đàng hoàng. Rồi húp ờ vậy đó. Ngon ha. Dèm. Dịch gì ăn không dịch gì ăn. Hãy ăn từ từ rồi. Nó căng ngu nè. Ăn như nổi nha. Nó ăn sớm nè, không? Không kịp bằng không. Con gà kìa. Để số con gà hết ra. Nó ăn cháo gì mà cái nhà không thấy nó. Thật chứ. Cháu ăn ngoài. Chắc cho bà đó bà. Bà ăn cơm. Ừ sao bà ăn cơm? Em phải thích vì ăn nó không quên. Mà cái nhà ăn thịt với mình nữa nha cái nhà. Ăn như sạch sẽ thôi. Mà cái nhà ăn thịt gà nha. Cho nó nhẹ không? Cho nó nhẹ không? Cắm cho bà cắm ăn cho nó nhẹ không? Ôi, nó lận lắm. Nó lận lên cắm cho bà cắm ăn. Ôi chó lẹ. Ghét cái mình đó trời. Bó ra nữa. Nó tắm nữa nha, bệnh nó nha. Mấy dắp cái gỏi rồi. Mấy con gà nha quá à. Ừ. Thật hả? Ừ. Gà trắng là còn 3 con hả Tư? 2 con hả Tư? Mày dắt cho. Đủ đủ ba con. Nhưng mà bả chết hết à. Hình như 2 con mái con cháu. 3 con mới phải. Dục cục thương xuống chó cho cục ăn nó gà 2 cái 3 con á. 2 con mái con cháu. Dạ ăn cháu lẹ. Là nhất món chấm mồi một nhà cơm. Dạ ăn. Chính nó uống gì thì cũng quá. Ngồi ăn là qua cái. Học sinh nhà chị. Nó mất biết không có heo ra nữa. Đúng rồi, mời cái dạng miếng thịt nó ăn cho bằng chán. Mình chứ thích đi ăn như thế nào. Dạ, con miếng thịt bở dưới dạ. Mình chán. Mình chán luôn. Ở đường gái. Đây mà cái nhà nha, mình ăn mình kính cái đi luôn nhé nhà. Cái nhà cứ mến kênh mình thì cho mình một like cái kênh cái nhà. Đừng có động lực làm tiếp nha. Cái nhà nhẹ không? Cái là tóc rồi. Thôi, bắt được tóc rồi. Thôi. Hai cái nhà mẹ luôn. Cái ba cái nhà. Ba tạm biệt cả nhà nha. Ba nhà chú. Ba mặt của chú. Ba mặt của chú nha. Ba mặt của chú. Ba mặt của chú. Ba mặt của chú. Ba cái nhà.